Kính thưa quý khán thính giả, nhân kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6, lúc 11 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2016, đông đảo đồng hương và các cựu quân nhân tề tụ về khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California để tham dự buổi văn nghệ vinh danh các niên trưởng quân cán chính Việt Nam Cộng hòa từ 80 tuổi trở lên vẫn còn dấn thân trong công cuộc đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam. Ông Mai Khuyên, Chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California, trưởng ban tổ chức buổi lễ cho chúng tôi biết thêm. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của Việt Phùng Bình, khu hội cựu tù nhân chính trị của Bắc Cali của chúng tôi hàng năm đều có tổ chức cái ngày vinh danh quân cán chính Việt Nam Cộng hòa. Cái mục đích của anh em của chúng tôi chính hiếu là tổ chức một ngày văn nghệ để chúng tôi đã hum ấp lại những cái tinh thần chiến đấu, tiếp tục chiến đấu cho Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Cho nên cái ngày 18 này là ngày chuẩn bị cho cái ngày mừng ngày quân lực 19 tháng 6 và ngày Chủ nhật sắp tới đây. Bác sĩ Phạm Đức Vượng, Trung tâm trưởng Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ cho chúng tôi biết. Tuy rằng bây giờ chúng ta xa quê hương đã 41 năm rồi, nhưng mà đồng bào vẫn nhớ đến những người lính nói chung. Và bây giờ trong cái cuộc chiến đấu này, chỉ có những tấm lòng của những người lính ngày xưa, giống như anh đã biết, bây giờ người nào cũng, người nhỏ trẻ nhất cũng trên 60 tuổi rồi. Thành ra chỉ có mang cái tấm lòng và mang cái tinh thần, và cái tinh thần đó gồm có gọi là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Ngày hôm nay đến đây để cùng chia sẻ với tất cả mọi người, và các anh cũng thấy là đồng bào cũng đã đến, và nơi nào có người lính Việt Nam Cộng hòa thì đồng bào rất là thương yêu. Hai thanh niên trẻ có mặt trong buổi lễ cho chúng tôi biết cảm nghĩ. Em là giới trẻ thì em có cảm nhận gì về người lính Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975? Em tên Nguyễn Thị Thủy, đến từ San Jose. Hôm nay em đến đây dự đại lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Trước tiên em xin tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ thuộc cơ quân lực Việt Nam Cộng hòa đã từng chiến đấu chống cộng sản để cho người dân Việt Nam được tự do, ấm no và hạnh phúc. Em Nguyễn Hồng Quang, em đến từ San Jose. Hôm nay em rất hân hoan đón tham dự ngày lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Hôm nay em có cảm nhận tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tính mạng, xương máu của mình để bảo vệ tự do, dân chủ, dân quyền cho Việt Nam. Buổi lễ được khai mạc trang trọng bằng nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt và phúc mặc niệm do ông Huỳnh Phong điều khiển. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Chào Tây. Chào quốc ca Hoa Kỳ. Oh, say can you see by the dawn's early light? Em tay rút thao diễn nghỉ. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa nghiêm. Chào Tây, chào quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Để tưởng nhớ đến chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa, chiến sĩ đồng minh với hơn 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ tự do dân chủ cho Việt Nam Cộng hòa. Để tưởng nhớ đến quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa đã thiệt mạng trong lao tù Việt Cộng và trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Phúc mặc niệm bắt đầu. Tiếp đó, ban tổ chức mời quan khách niệm hương trước bàn thờ Tổ quốc gồm có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, hiện tại Nguyễn Thanh Liêm, Đại tá Bửu Khương, dân biểu Việt Nam Cộng hòa cụ Phan Thiệp, Trung tá bác sĩ Trần Công Luyện, Trung tá Nguyễn Tái Đàm,
bác sĩ Phạm Đức Vượng và bác sĩ Trần Quyền. Sau đó, MC Trương Ngọc Mỹ giới thiệu thành phần quan khách tham dự. Trước tiên, chúng tôi nhận thấy có hiện tại Nguyễn Thanh Liêm thuộc đạo Cộng đồng. Đô đốc Trần Văn Chơn, Tư lệnh Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Trung tá bác sĩ Trần Công Luyện, cựu trung tâm trưởng tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Đại tá Bố Khương và phu nhân. Ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Cali cùng Ban giám sát và các ủy viên Ban chấp hành. Trung tá Nguyễn Tá Đàm, cựu Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali. Thiếu tá Nguyễn Triều, cựu quận trưởng quận Quế Sơn, Quảng Nam. Thiếu tá Nguyễn Thông, lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Ông Nguyễn Như Được, Phó Tổng hội trưởng Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Bác sĩ Phạm Đức Vượng, Trung tâm trưởng Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Về phía chính quyền, chúng tôi nhận thấy có ông Nguyễn Tâm, nghị viên khu vực bãi San Jose. Phần các hội đoàn, chúng tôi ghi nhận như sau. Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam Hải ngoại và các thành viên. Ông Nguyễn Đình Lê, Hội trưởng Hội cựu sinh viên sĩ quan Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Ông Nguyễn Lương, cựu chủ tịch Hội võ bị Đà Lạt và phu nhân. Bà Nguyễn Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tân, Hội phụ nữ, Hội nữ quân nhân San Jose. Ca nhạc sĩ Bảo Tố, Ủy ban vận động Hiệp định Paris 1973 và các thành viên. Bác sĩ Trần Quyền, Hội đồng cố vấn Liên đoàn cử tri. Ông Trần Song Nguyên, Hội trưởng Biệt động quân và các chiến hữu Biệt động quân. Ông Lê Văn Thủy, Hội trưởng Hội Ái hữu Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali. Cụ Trương Đình Sửu, Hội Người Việt Cao Niên. Ông Nguyễn Tấn Lực, Hội trưởng Hội cựu sinh viên sĩ quan Học viện Cảnh sát Quốc gia và phu nhân. Ông Nguyễn Cơ, Hội phó Hội quân cảnh. Ông Triệu Hà, Hội trưởng Hội địa phương quân nghĩa quân. Ông Huỳnh Khuê, Quốc dân đảng. Cô Phạm Thiên Thanh, Hội phụ nữ Âu Cơ. Về phía đồng hương, chúng tôi ghi nhận những quan khách sau đây. Ông Lộc Nguyễn, ông Trần Đình Lộc, ông Trần Văn Tài, ông Lê Văn Phúc, ông Nguyễn Ti, ông Trần Thành, bà Kim Trần, ông Tâm Nguyễn, sĩ quan Đà Lạt, ông Phạm Xuân Ái, đại úy Lê Ngoạn, sĩ quan Thủ Đức, ông Trần Quốc Đại, ông Nguyễn Hữu Nhật, lực lượng Cảnh sát Quốc gia và phu nhân,
mà ông bà Lê Dung, ông Tuấn Hồng, ông Bùi Hải, ông Đoàn Giác Khanh, chiến sĩ Hải quân, chị Ngọc Bích, cụ Phan Thiệp, bà Loan Phạm, kỹ sư Đỗ Thành Công cùng phu nhân. Đồng thời chúng tôi nhận thấy có một số khá đông các bạn trẻ đã đến tham dự hôm nay. Trân trọng kính mời chiến hữu Mai Khuyên, chủ tịch khu hội kiêm trưởng ban tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng kính chào mừng quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị tướng lãnh, quý niên trưởng quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, quý đoàn thể, tổ chức chính trị quốc gia, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng hương tị nạn cộng sản và quý chiến hữu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa hiện diện trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, theo truyền thống hàng năm, trước ngày tổ chức mừng kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6, khu hội cựu thủ nhân chính trị Bắc Cơ Lia đứng ra tổ chức một buổi văn nghệ nhằm mục đích quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa hiện đang sinh sống lưu vong tại hải ngoại vùng Bắc California có cơ hội gặp gỡ tâm tình và trao đổi kinh nghiệm cuộc sống trên đất khách quê người, đồng thời góp ý xây dựng chung cho công cuộc hỗ trợ quốc nội đấu tranh giành quyền tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Ban tổ chức chúng tôi cũng như Hội cựu tù nhân chính trị Bắc California không hề có tham vọng bao quát như một vài chiến hữu lầm tưởng. Mục đích chính của ban tổ chức chúng tôi nhằm tạo nới rộng vòng tay thân ái đón chào kết hợp trong tinh thần quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, như tình lính với lính, như tình quân với dân, như tình thân cá với nước, hầu đem đến một mục tiêu chung: quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa không bôi cho chát phấn, đánh đấm qua thư từ, thư rơi thư rớt, thư không tem viết trên mạng và dùng những từ ngữ ở trên đài để phỉ báng nhau. Cái điều đó là một cái điều không tốt cho công cuộc đấu tranh chính trị của chúng ta tại hải ngoại cũng như tại quốc nội. Nhân dịp buổi văn nghệ chuẩn bị cho ngày kỷ niệm mừng ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, ban tổ chức chúng tôi mong muốn quý chiến hữu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cũng như các hội đoàn, tổ chức quốc gia và đồng hương, chúng ta hãy hết lòng cộng tác và giúp đỡ những tổ chức có lập trường chống cộng, cùng xây dựng một cộng đồng người Việt quốc gia tại địa phương vùng Bắc California để cùng chung một tiếng nói thống nhất và có giá trị về chính trị với chính quyền địa phương, hầu hỗ trợ mạnh mẽ thêm cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản hèn với giặc, ác với dân, đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Xin trân trọng kính chào quý liệt vị. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình lên phát biểu. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa đô đốc Trần Văn Trơn, quý vị dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thưa nghị viên Tâm của Kỳ Hạt Bãi, thưa tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần của các quân binh chủng, của các nữ quân nhân, của cảnh sát quốc gia, của các toàn thể và quý vị quan khách rất quý trọng của tập thể của người Việt cộng đồng tại San Jose và miền Bắc Cali này. Thưa quý vị bạn trẻ, thế hệ trẻ của Việt Nam, hôm nay tôi thấy rất đông mọi thành phần, có thể chúng ta nói rằng cứ phách ở miền Bắc Cali này đều có mặt. Mà hôm nay chúng tôi rất lấy làm hãnh diện và vui mừng là càng ngày
cái cộng đồng Việt Nam ở tại Bắc Cali này, nhờ có quý vị, nhờ có những cái người thành phần rất tích cực, mà càng ngày quý vị thấy cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ này càng bay cao ở tại vòm trời này, và có thể nói rằng vấn đề quanh tròn thế giới. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày quân lực, và chúng ta cũng kỷ niệm cái thời gian mà ngày quân lực đã được đòi hỏi, đã được giao phó cái trách vụ để lãnh đạo toàn quân toàn dân để giữ gìn đất nước. Và thưa quý vị, mỗi năm không phải tại San Jose này mà tại gần như hầu hết mọi nơi ở trên toàn thế giới, người ta đều tập hợp lại để vinh danh một cái quân đội anh hùng. Mà quân đội anh hùng đó là có quý vị. Quý vị là những người thuộc các quân binh chủng, nữ quân nhân, cảnh sát quốc gia và mọi đoàn thể đã dấn thân, đã hy sinh. Và chúng ta cũng như khi nãy chúng ta đến để chúng ta thờ lại những cái người anh hùng đã nằm xuống. Mà quý vị thấy rằng tất cả quý vị cũng là biệt động quân, thủy quân lục chiến và nhiều quân binh chủng khác đã có những tham dự những mặt trận ngày xưa ở chiến trường Việt Nam. Và quý vị thấy rằng có những trận mà năm 1972 và 75, những trận đánh rất khốc liệt. Mà thưa quý vị, có khốc liệt thì mới có oai hùng. Mà có oai hùng thì quý vị mới thấy rằng ngày nay chúng ta vẫn còn dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ này. Chúng ta quý vị vẫn còn ngẩng mặt lên mà nhìn tất cả mọi người, nhìn cả người Mỹ. Và quý vị thấy rằng những cái người mà lãnh đạo Mỹ ở tại chính quyền, ở tại quận hạt này, San Lada này và tại cái San Jose này, những người đó một cách rất biểu tượng, người đó là những người nào? Những người đó là ông chủ tịch Del Cortese. Những người đó là ai? Là bà Sandy Safe ở tại quận hạt. Người đó là ai? Người đó là Sam DiCaro, thị trưởng này, luôn luôn công khai biểu tỏ cái sự biểu tượng, cái sự ngưỡng mộ và thâm tình của quý vị đó đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Họ không phải tự nhiên mà họ làm như vậy. Họ ý thức rằng cái tập thể này có những cái sự dị biệt nhau, có những cái sự mà khác biệt nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, tôi thấy rõ ràng và tôi cũng hãnh diện là có những người bạn ở trong cộng đồng mà tôi rất hãnh diện. Tôi rất hãnh diện bởi vì quý vị thấy rằng có rất nhiều người ở đây, như luật sư Tâm cũng đã vấn đề là cũng đấu tranh, cũng là nghị viên. Ông Đỗ Thành Công, chị cả Đỗ Thành Công cũng đã đấu tranh, và nhiều người sẽ tiếp tục đấu tranh để làm sao để vô cái dòng chánh. Để mà vấn đề chúng ta, tôi thắc rằng quý vị cũng phải không phải đàn tham quyền cố vị, không phải muốn cầm quyền lực gì. Nhưng mà cái đó ở xứ Hoa Kỳ này nó biểu tượng cho cái gì? Cái màn tay trẻ. Mà tôi nghĩ rằng bữa nay tôi cũng có nói ra chuyện, tôi cũng rất hạnh diện có mấy người thế hệ trẻ của Việt Nam, cũng như là cách đây 2-3 tháng quý vị thấy chúng ta cũng họp mặt trong một cái buổi gì để lập ban tổ chức cái ngày quốc hận. Mà bữa đó thì thật tình vấn đề một cái ông già niên trưởng mà đô đốc Trần Nhân Trân 97 tuổi rồi mà đêm hôm đó vẫn đến với tất cả 70 mấy người anh em để chúng ta muốn cái gì? Chúng ta hợp tác với nhau, chúng ta ngồi chung với nhau. Chúng ta còn biết cái gì? Chúng ta còn biết tự hào, chúng ta còn biết cái tự hãnh diện của tự mình. Mà chúng ta biết rằng không, chúng ta không có để cho xảy ra những cái chuyện loạn lạc như mấy chỗ khác. Mà tất cả quý vị ai cũng để. Tại sao chính quyền Mỹ nể mấy anh em? Họ nể mấy anh em bởi vì họ biết anh em là những cái người mà biết vấn đề tự trọng, những người biết vẫn tôn trọng cái gì tổ quốc, danh dự và trách nhiệm của mình. Hôm nay tôi muốn nói rõ rằng vấn đề quý vị thấy rằng Lô Đốc Trơn cũng ngồi giữa những chiến binh mà các quân binh chủng. Mà thưa Đô Đốc và Hải quân, năm 1974 ngày 19 tháng Giêng 74 đã dám bảo vệ Hoàng Sa của chúng ta. Quý vị đã dám đánh chìm 2 chiến hạm của Trung Cộng. Và quý vị hải quân của chúng ta đã dám đưa 3
ông đô đốc của Trung Cộng xuống nằm sâu dưới đáy biển. Chúng ta không sát nhân, chúng ta bảo vệ cái hoàng sa của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng, tôi mong rằng Việt Nam chúng ta còn biết theo gương của hải quân của Đô Đốc Trân và dám làm những chuyện hào hùng đó để bảo vệ đất nước giang sang, lãnh hải và Việt hải và dân tộc của Việt Nam của chúng ta. Mà vấn đề người Mỹ bây giờ còn tôn trọng với chúng ta. Mà quý vị thấy rằng những cái người trách nhiệm hồi xưa cái sự thất bại Việt Nam cái này là ông Kissinger. Mà Kissinger là 4-5 năm trước tại Bộ Ngoại giao Mỹ đã tất cả những cái sự sai lầm tội lỗi đều của Mỹ hết. Ông dám kiên cường ông nói. Và 2 tháng rồi ở tại Houston ông cũng lặp lại tất cả những cái sự sai lầm lỗi lạc vấn đề đều là của Mỹ hết. Thành ra thưa quý vị, chúng ta không cần phải nói. Người Mỹ đã nói, người Mỹ đã nhận tội. Và chúng ta bây giờ coi họ là những người đồng minh, bởi vì họ cũng đáng kiên cường là bỏ 58.000 chiến hữu của họ, những người thanh niên trai trẻ của họ vấn đề ở tại để bảo vệ tự do dân chủ ở Việt Nam. Tất cả quý vị như chúng ta làm sao cho miền Bắc Cali này sẽ luôn luôn mãi mãi là thành trì của những người Việt cao trọng. Thưa tất cả quý vị, tôi mong rằng cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ này, chúng ta hay là thế hệ trẻ của chúng ta sẽ có một ngày nào đó chúng ta vấn đề là sẽ cắm ngọn cờ này ở trên thành phố San Jose mà chúng ta gọi rằng ở tại thành phố Sài Gòn, mà chúng ta sẽ gọi đó rằng là thủ đô Sài Gòn của người Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Lời phát biểu của quan khách, trân trọng kính mời chiến hữu Triệu Hòa, hội trưởng hội địa phương quân nghĩa quân California. Kính thưa quý vị tỉnh thượng, kính thưa quý vị hội đoàn, các vị toàn thể và quý đồng bào và nhất là quý chiến hữu, khi nói về tháng 6 thì chắc chắn chúng ta nhớ tới ngày 19 tháng 6. Chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm ngày 19 tháng 6. Nói đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, điều khiến tôi cảm thấy thú vị và tự hào nhất là vì chúng tôi là những người trai miền Nam khoác áo chiến y chiến đấu vì lý tưởng tự do dân chủ, chống cộng sản và chống ngoại xâm, chiến đấu phi thường và những chiến thắng kiêu hùng vượt ngoài sức tưởng tượng. Hãy tự hào hỏi những gia đình nào có quân nhân, có con em đi lính, thì quý vị hãy hãnh diện là chúng ta đã có người con đóng góp xương máu để bảo vệ quê hương. Tôi là một người lính địa phương quân. Tôi xin nói một vài nét về lính địa phương quân. Tôi phục vụ tại tiểu khu Bạc Liêu. Chúng tôi chiến đấu oai hùng, giữ an ninh, sinh mạng và tài sản của dân chúng trong tỉnh. Và cũng như các tiểu khu khác, chúng tôi đã bảo vệ an ninh cho toàn gia đình. Những gia đình mà có các binh chủng, các anh đi binh chủng này, binh chủng bị đồng quân, nhiệm vụ thì quân đồng chết. Gia đình ở nhà các tỉnh là chúng tôi bảo vệ cho an toàn. Và chúng tôi cũng hãnh diện là chúng tôi đã bảo vệ quê hương cho đến ngày cuối cùng. Đặc biệt ở miền Tây chúng tôi chưa có đầu hàng, nhưng vì chúng ta chết bất tử. Qua đây tôi rất hãnh diện và rất hãnh diện cho tỉnh San Jose, người đầu tiên lập hội địa phương quân và nghĩa quân trên thế giới. Tôi có thể nói rằng toàn nước Mỹ, Canada, Úc đại loại chưa một. Tôi đã cố gắng gọi điện thoại liên lạc để mọi người đứng ra tổ chức hội địa phương quân, nhưng mà họ không đủ điều kiện hoặc vì không có đủ tấm lòng để tổ chức một cái hội. Cảm ơn quý vị. Mục đích hôm nay nhất là vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kế đó chúng tôi cũng muốn vinh danh địa phương quân và nghĩa quân nói riêng. Và trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin bổ túc. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của luật sư Lê Duy Sang và phu nhân. Ông bà Phan Thiệp, bác sĩ Jennifer Trần, hội trưởng hội Quảng Ngãi, và bà Trần Việt Yên. Xin cảm ơn quý vị.
Tiếp theo lời phát biểu của quan khách, trân trọng kính mời bác sĩ Phạm Đức Vượng. Kính thưa quý vị, ngày mai là ngày 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta thấy những hình ảnh của buổi diễn binh trước năm 75 với tất cả các đơn vị quân binh chủng, hải lục không quân. Những cái hào hùng đó cho chúng ta nhớ lại những cái thời gian trước đây chúng ta đã cùng bỏ xương máu, từ quý vị niên trưởng chúng tôi ở đây đồng lứa với chúng tôi và những người trẻ hơn. Những hình ảnh đó nhiều người nói tại sao còn chiếu lại làm gì, nhưng đối với tôi đó là những hình ảnh đã ghi lại một thời chúng ta đã đạt được đến cái sự kính nể không những của trong vùng Đông Nam Á mà những binh lực của trên toàn thế giới. Kết quả chúng ta gãy súng ngày 30 tháng 4, nhưng hình ảnh đó không bao giờ chết trong những người lính đã bỏ xương máu ra, những người chiến hữu của tôi. Chúng tôi vì hoàn cảnh không còn tiếp tục chiến đấu được ở trong cái vị thế làm người chiến binh, nhưng cho đến ngày nay chắc quý vị cũng thấy nơi nào có những sinh hoạt nói lên đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, nơi đó có những người lính. Có người lại hỏi tại sao một quân đội không còn nữa mà vẫn còn mặc những bộ quân phục. Thưa quý vị, cho đến giờ này có các niên trưởng của chúng tôi và chúng tôi đây, chúng tôi chưa nhận được cái lệnh giải ngũ. Cho nên chúng tôi vẫn còn cuộc chiến đấu, dù là cuộc chiến đấu này rất là gan go, trước một kẻ thù có nhiều phương tiện hơn, trước một kẻ thù gian manh hơn, nhưng với tấm lòng và với tinh thần tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, anh em chúng tôi vẫn còn cuộc chiến đấu. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng cho đến khi cục ngã và cho đến khi thời gian chúng tôi không còn có thể làm gì được nữa. Nhưng thưa quý vị, những hình ảnh, những người lính cho đến giờ này, trẻ nhất cũng trên 60 tuổi, và những người lớn tuổi như đô đốc của chúng tôi đây 97 tuổi, gần lên 100 tuổi rồi, vẫn còn có hiện diện nơi đây, đã nói lên tấm lòng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đi đôi với lại lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ mặt này chúng tôi đã chiến đấu, đã cắm trên cổ thành Quảng Trị, đã được phủ lên những ngôi mộ tại nghĩa trang quân đội. Cho nên chúng tôi không cho phép ai xúc phạm đến cái lá cờ đó. Chúng tôi mong rằng những ngày quân lực thế này, chúng ta đến đây không phải chỉ liên hoan, chỉ nói với nhau những câu tưởng niệm, nhưng chúng ta sẽ nuôi dưỡng những tinh thần của người lính Việt Nam Cộng Hòa quyết chiến đấu và tiếp tục chiến đấu, truyền lại cái tinh thần chiến đấu đó cho thế hệ mai sau. Mong rằng tinh thần này sẽ được giữ gìn mãi mãi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đến đây và xin kính chào quý vị. Tiếp theo, trân trọng kính mời chiến hữu Trần Sông Nguyên, Hội trưởng Hội Biệt động quân Bắc Tây Liên. Xin kính chào quý đồng hương và quý bậc trưởng tượng. Quý đồng hương Trần Sông Nguyên, trình diện quý niên trưởng, huynh trưởng và quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý bậc trưởng tượng, kính thưa Đề đốc Trần Văn Trơn, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chính thức được thành lập năm 1955 dưới thời đệ nhất Cộng Hòa. Tuy nhiên, đến thời đệ nhị Cộng Hòa được chính thức lấy ngày 19 tháng 6 để là ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, 20 năm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đất nước non sông gấm vóc, cũng như quý đồng bào
Việt Nam thân yêu của chúng tôi. Và 41 năm sống đời lưu vong tại hải ngoại, ngày hôm nay quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn và vẫn còn tồn tại. Kính thưa quý vị, là một quân nhân, đặc biệt là một chiến sĩ của binh chủng biệt động quân nói riêng, cũng như quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, tất cả anh em biệt động quân chúng tôi xin hứa ngày hôm nay và mãi mãi sẽ là những chiến sĩ tiền phong chống cộng tại hải ngoại. Sau 41 năm tại hải ngoại, những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa can đảm nhận lãnh cái trách nhiệm đã không rành còn đối với quê hương và dân tộc. Và ngày hôm nay quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống và sẽ mãi mãi chiến đấu để giành lại quê hương đáng yêu của chúng ta. Kính chào quý vị. Tiếp theo chương trình là tiết mục vinh danh các niên trưởng tuổi đời 80 và trên 80 vẫn còn hy sinh trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Kính mời ông Chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Tây Lương Phạm Hữu Sơn. Kính thưa quý niên trưởng, kính thưa toàn thể quý vị hiện diện trong hội trường, 41 năm đã qua, hình ảnh oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không lúc nào phai mờ trong tâm khảm của những người Việt tị nạn cộng sản. Ngày hôm nay, Ban đại diện cộng đồng cũng như khu hội đã nghĩ rằng đến lúc chúng ta phải lập một cái truyền thống để vinh danh tất cả những quý vị lão thành đã dâng hiến cái đời mình suốt một cuộc đời đó cho dân tộc và cho đất nước. Quý vị đó rất nhiều, nhưng mà vì cái hoàn cảnh tài chính của ban đại diện cũng như khu hội không thể nào đáp ứng hết những cái nhu cầu lớn lao đó được. Cho nên ngày hôm nay ban đại diện cộng đồng cũng như khu hội chỉ có một chút quà nho nhỏ để kính biếu đến những quý niên trưởng đã một đời tận tụy hy sinh cho đất nước và dân tộc. Sau đây thì chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời Đô đốc Trần Văn Trơn trao một món quà kỷ niệm cho Đại tá Bổ Khương trong cái hội trường ngày hôm nay. Bắc Sơn, đây này. Và sau đây chúng tôi trân trọng kính mời Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình trao một chút quà nhỏ đến cho quý vị. Chúng ta Trần Công Luyện, chúng ta Nguyễn Tài Đàm. Ông Phạm Hữu Sơn, ông cũng muốn nhân cái dịp này mà có một cái chút gì đó để mà nhớ lại, để mà ghi ơn, để mà tế bằng thưởng thưởng những cái người mà có công lao cho đất nước. Mà tôi nghĩ rằng hồi nãy như tôi thưa quý vị, tôi thấy bữa nay tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Bữa nay rất đông, nhiều hội đoàn, tất cả các quân binh cộng cảnh sát quốc gia, nữ quân nhân gì vấn đề, mà toàn là những tay cử phách không à. Phải có mấy trăm cái bằng những món vật này để mà trao cho mọi người. Bởi vì đối với tôi hồi nãy, tôi thấy quý vị là những cái gì mà đang bảo vệ cái thành trì chống cộng này.
đó quý vị thấy rằng cái này là một bước đi rất là khiêm nhường của ban đại diện cộng đồng, nhưng mà vấn đề tôi thấy rằng quý vị cũng đã nhờ ông Đô Đốc Trơn hả tôi? Anh Trần Công Luyện ha, anh gái nhà làng này thì quý vị đã biết rồi, thì chắc có lẽ tôi chỉ trao nhân đại diện cho quý vị, tôi trao lại những cái phần này cho hai cái người cử phát này thôi. Dạ, thì cảm ơn các quản lý. Sau đây thì chúng tôi xin kính mời Thiếu tá Nguyễn Triều, Thiếu tá Nguyễn Thông, Thiếu tá Nguyễn Thanh Liêm. Xin mời ba vị lên trên. Và sau đây chúng tôi kính mời nghị viên Tâm có thể đại diện cho ban đại diện để trao cái quà cho ba vị. Kính thưa quý vị, là đây là những cái món quà nhỏ nhỏ để ghi lại cái lòng biết ơn của chúng ta đối với sự hy sinh của toàn thể quý vị trong suốt, nghĩa là 80 năm trở xuống. Anh đưa ra chúng ta thấy rằng đó là một cái quà nhỏ nhỏ để mà kỷ niệm trong cái ngày quân lực của chúng ta. Còn sau đây thì chúng tôi xin kính mời đại úy Lê Ngoan. Anh Trần Thành có đây không ạ? Anh Nguyễn Ti. Xin mời ông Trung tâm trưởng Trung tâm chiến sĩ, tập thể chiến sĩ ở Bắc Cali này xin trao món quà cho hai vị. Rồi, cảm ơn hai vị. Kính thưa quý vị, tất cả là chúng ta có 20 vị, nhưng mà vì cái lý do chắc đường xá xa xôi hoặc không quý vị không tới được, thành ra chúng tôi sẽ gửi những cái món quà này đến nhà quý vị đó sau. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn toàn thể quý vị và kính chúc quý vị có một ngày quân lực được vui vẻ, và chúng ta sẽ có được một buổi ăn trưa ngon lành. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị nên trưởng và kính thưa quý vị đại diện hội đoàn, thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi văn nghệ vinh danh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị chương trình văn nghệ vinh danh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa do Chiến Hữu Duy Văn phụ trách. Kính thưa quý vị, đây MC Duy Văn và Công Thần. Duy Văn xin chào quý vị và xin chào quý vị mọi người. Để giới thiệu gì, bản học cái đầu tiên con ngày hôm nay là có nhạc trên đầu súng. Trên đầu súng ta đi tổ quốc đã vươn mình, trên quê lê phong hồng hồng cắm như chiều sông. Ôi xuân sao chim trong ngôi tung đã rụng ra khắp chỗ rộng rằng. Ôi đôi tim gieo vọng mộng tay đôi ngồi tay vung tim. Trên đầu súng sông đang sử dụng với bao tàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ nhà phẩm anh Sơn gửi một nhà phẩm người về đơn vị mới của tác giả Phạm Nhạc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lời nào
xưa.